Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Quân Khám Phá. Ngày hôm nay thì mình lại cùng với tất cả các bạn đi khám phá một cái căn nhà hoang khá là tâm linh. Hiện tại bây giờ mình đang đứng trước mặt các bạn, đây là căn nhà hoang rồi. Mình cũng nghe nói và tìm hiểu sơ lược về cái căn nhà hoang này. Căn nhà hoang này trước đó là của một gia đình ở, nhưng đã di rời đến một vị trí khác, bỏ hoang khoảng tầm gần 20 năm rồi mọi người nhé. Và đến bây giờ căn nhà hoang này vẫn đấy nguyên như vậy. Thì bây giờ mình sẽ cùng với tất cả các bạn đi vào cái căn nhà hoang này. Rất là nhiều câu chuyện kể về cái căn nhà hoang này, về người dân nói là rất là rùng mình và chủ nhà đã không thể ở được. Chính vì lẽ đó mà chủ nhà đã không ở trong cái căn nhà hoang này và quyết định di dời đến một vị trí khác. Mặc dù căn nhà hoang này vẫn ở đây và cũng không ai dám phá và cũng không ai dám san lấp mọi người nhé. Đây mọi người, thì mình nhìn thấy rằng bên ngoài căn nhà hoang đã bị xuống cấp rất là nhiều. Mọi người nhìn thấy không? Cái dòng chữ được viết năm 1992, có nghĩa là cái căn nhà hoang này được thành lập và hoàn thành năm 1992 và đến nay là năm 2022. Là đã được 30 năm rồi mọi người. Đấy, thì mà nhà chủ đã bỏ hoang, rời đi khoảng gần 20 năm, có nghĩa là chỉ ở được khoảng gần 10 năm thôi, và đã di rời ra ở không ở đây là được gần 20 năm. Nhờ cái khoảng cách như vậy, nhìn cái căn nhà này mình nhìn thấy nó bị xuống cấp rất là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ vào bên trong xem thế nào mọi người nhé. Ở đây đường đi vào khá là khó, mình sợ trong này bây giờ là rất là nhiều thứ trong này. Ở đây có một cái cánh cửa bị gỡ ra rồi mọi người nhá, cửa thì gỡ ra rồi này. Ôi tối om như mực, cửa này nó mục hết rồi mọi người này. Ui trong này mùi khí nặng lắm mọi người. Còn đây mình chỉ cần thêm một ít đèn điện. Trong này cái lỗ khí rất là độc luôn. Cái căn nhà nó hẹp. Ôi trong này nó lạnh người lắm. Mặc dù nó ở gần một cái căn rìa một cái bờ đường, nhưng mình vào đây nó rất là lạnh người. Kiểu như lâu ngày không có người ở trong này á, nó tạo ra một cái âm khí. Cái đoạn này là một cái nơi thờ này. Bàn thờ bát hương thì bị lấy hết rồi. Nhưng mà ở trên này có một cái tấm ảnh. Nhưng mình nghĩ là cái tấm ảnh ở phía trên kia không phải là của bên nương mọi người. Kiểu như là bên thờ Phật, không phải đâu. Đây là bên công giáo mọi người, mình nghĩ là như vậy. Bàn thờ thì để rêu nó mọc hết rồi. Ở đằng sau vẫn còn một cái cánh cửa nữa. Ôi bán lề này khá là hay, hình như là chốt hết. Chỗ này làm sao lại có cái sự sụt lún ở vị trí này. Các cái cây tóc tin nó bao phủ toàn bộ cái ngôi nhà hoang này. Ở hiện tại bây giờ là trời thì vẫn chưa tối mọi người. Có những các cái bát này. Ôi cái bát này. Ôi bát này để cũng khá là lâu rồi. Rồi những chiếc đĩa mọi người này. Đó, nó mọc rêu nhá. Một cái móc áo. Và mình nhìn thấy rằng ở khu vực đây này có một cái vị trí này, cái khu vực trong nền nhà này á thì toàn bộ là phẳng hết, nhưng mà chỉ có một cái vị trí đây là bị sụt lún xuống. Và ở đây được đóng một cái giống như kiểu một cái thánh giá. Không phải, không phải thánh giá mọi người, cho nó tràn một cái cửa đây.
Đây, tự nhiên sụt lún ở vị trí này. Bên này đang còn xuất hiện rất là nhiều các cái đồ thờ. Cho mọi người xem các cái đồ thờ này. Đây, mình thấy cũng cái quang. Bên trong này có những cái cây tóc tin khá là ghê rợn một chút. Ở đây là cái gì đây? Ở đây có thể là một cái tấm bùa làm phép. Đấy mọi người, nó khá là cũ rồi. Khi một cái căn nhà mà không có người ở, nó sẽ tạo ra mục nát. Nhưng mình nghĩ là cái căn nhà hoang này nó không mục nát, bởi vì là khi nhìn về bên này nè, cửa nó vẫn thoáng mọi người, thì cái không khí nó vào á, nó vẫn làm sạch cái ngôi nhà. Ngôi nhà nó có cảm giác rất là sạch sẽ, không bị hư hỏng mấy các cái gỗ này. Mình nghĩ cũng khá, vẫn đang còn rất là nguyên vẹn luôn. Nhưng với một cái câu chuyện là cái ngôi nhà ở đây á, đồn tại là có cái thế giới tâm linh, cho nên là chủ nhà đã không thể tiếp tục ở được và quyết định di rời. Mặc dù đây là vẫn là đất của người ta mọi người nhé, mà người ta cũng không có phá để người ta trồng rau hay cái gì cả, có nghĩa là để nguyên như vậy. Thì đó cũng là một cái câu chuyện khá là bí ẩn trong cái căn nhà hoang này. Nhưng mình khi đứng vào trong này thì mình cũng không thấy một cái dấu hiệu gì cả mọi người. Có lẽ là mình sẽ phải vào ban đêm để có thể cái cảm nhận là một cái gì đấy nó tâm linh hơn. Nhưng mà cái chỗ này này, chỗ này chắc chắn là một cái dấu hiệu gì đấy. Để xem mọi người nhé. Đúng không? Ui ui, mọi người, ở dưới đây không thể là trôn cái gì ấy. Những cái viên gạch ngày xưa á mọi người. Đây này, dưới đây cũng có thể là đang có một cái dấu hiệu trôn một cái gì. Nhưng mà sập xuống này cũng có thể là một cái giếng người ta đào, sợ nó sụt xuống. Cả một cái khu vực này đều là bằng hết, nhưng cái chỗ này là sụt xuống một cái hố rất là sâu. Mà ở gần phía trên này á, thì lại có một cái bàn thờ. Ở đây là một cái thanh, mình nghĩ là một cái thanh giường. Thanh giường ở dựng ở đây. Quần áo này. Không còn cái gì đây. Ở vị trí này lại bị sụt lún một đoạn nữa này. Đây mọi người, bị sụt lún ra một đoạn đây, một đoạn chỗ này đấy nhá. Tức là hai chỗ sụt lún. Và cái nó sụt lún nhưng mà nó đối diện, đối xứng nhau mọi người. Đây, ở đây nó cũng sụt lún mà ở đường kia nó cũng sụt lún, nó đối xứng nhau. Có thể là được ở trong một cái mạch đất nào đó nó bị lún, cho nên là bác người chủ nhà đã không ở đây. Cũng có thể là sợ nhà sập, nhưng mà đến nay bỏ hoang như vậy mà nhà có sập đâu, vẫn rất là chắc chắn. Nhưng mà người dân cứ nói là trong ngôi nhà này có ma, gọi là có thế giới tâm linh, cho nên là bác chủ nhà đã không ở đây và đã di rời đến một cái vị trí khác để ở. Đấy, mà mình vào đây thì cũng thấy bình thường, không có gì cả mọi người. Nhưng mình thấy, nghĩ rằng đây là cái thờ ở đây, mình nghĩ là thờ bên Công giáo mọi người. Bởi vì cái ảnh kia mình nghĩ là ở bên Phật thì không có, mình nghĩ là vậy. Ok, thì có lẽ là mình sẽ quay trở lại cái căn nhà hoang này vào một cái dịp đêm để mình có cảm nhận về về thế giới tâm linh trong cái căn nhà này như thế nào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ tạm thời kết thúc cái video tại đây.